Rồi, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn những cái phôi mai chỗ của anh Quốc Tồn cho các bạn cùng tham khảo nha. Rồi, đây là cái chỗ, cái địa điểm bán mai của Quốc Tồn. Rồi, hôm nay nhiêu phôi đây anh Tồn? Em có về mười mấy phôi mai để giao lưu các chú các bác và hai phôi thành phẩm. Rồi. Mến chào các chú các bác và anh chị em. Hôm nay là mai gì? Mai là đà mà giảo Thủ Đức. Giảo Thủ Đức ha. Dạ. Hôm nay là ngày 29 tháng 8. Em có đem nhiều mấy cái phô mai với hai cái phô mai thành phẩm. Cũng nói chung thì cũng xin lỗi các chú các bác và anh chị em. Nói chung thì cái anh YouTube cũng vui. Mà nói chung cũng ảnh cũng muốn đổi cái bầu không khí cho cô bác vui. Thử ảnh có gắn cái râu và cái tóc. Thì mong cô bác và anh chị em nào cũng thông cảm, chứ không phải là cái chuyện mua bán mà mình đùa giỡn trong đó. Thì mong các cô bác chú và anh chị em thông cảm. Cây số 1, ngày 29 tháng 8. Cây này có thấy bông sai, đế nơm cao nghe. Chung có những cái anh chị em thì cũng thông cảm, không phải là cái gì lên đây là cũng muốn bán cho anh chị em, nhưng mà tại vì anh chị em thông cảm điện sao nghe anh chị em. Hoành thân 30. Rồi, dòng đế. Trăm mười. Rồi. Rồi, báo giá luôn đây. Cây này có giá 5 triệu. 5 triệu. Tổng chiều cao 55. 55. Rồi. Nói chung phôi mai á, thì nói chung mua vô trong vườn á, thì có các anh chị em nào đó thì vô trong vườn thì các anh chị em cũng đã biết. Phôi mai trong vườn thì dân không quý giá, khi kêu mua không được đâu. Thử mua giá cũng hơi cứng nha các anh chị em. Chứ không phải ở đây là muốn bán để kêu giá cho cao đâu. Rồi. Thì mong anh chị em đó rất thông cảm giùm nha. Thì rất cảm ơn. Chứ ở đây thì nói chung là đem lên đây là cũng muốn bán, chứ không phải để kêu cho cao mà để lại. Thì mong anh chị em đó cũng thông cảm nha. Rồi, đổi thôi. Đây phôi số 2 cũng thấy bông sai mà cái này rất lực nha. Những bắp đế nơm rất sâu rất lực. Rồi, thông số. Bốn mươi mốt hoành thân. Rồi. Rồi, cao luôn đây. Tổng chiều cao 42. Rồi, có đo cái bầu gì không? Hai mươi lăm thước mà một mét 25. Rồi, quay vòng nữa đi, để cho giá luôn. Cây này có giá 6 triệu. 6 triệu, bao ship sao? Bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Bao phí ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Còn cây thì bán toàn quốc. Cây thì toàn quốc. Đến đó thì khách hàng thương lượng. Phôi số 2, ngày 29 tháng 8, có giá 6 triệu. Tiếp tục. Phôi số 3. Phôi số 3. Phôi số 3, ngày 29 tháng 8. Phôi mai xù nghe các chú các bác. Có giang thú nha. Nó giang thú rất đẹp nha. Xù nó nu hết trơn cục nha các chú. Rồi. Đó, giang thú. Ba mươi tám. 38 hoành thân. Rồi cho vòng dưới vòng chân nha, quay nha. Đây, chiều đúng dài rồi. Của mình con thú.
23. Rồi quay. Tổng chiều cao 33.4. Từ mặt bầu. Từ mặt bầu lên. Rồi cho dòng đi, xù không? Dạ xù. Tại cây này cũng không có trà ngăn cắt chú các bác. Rồi giá luôn anh ơi. Cây này có giá 7 triệu. 7 triệu. Xù nha anh em. Tại cây xù mua hơi mắc nha các chú các bác. Rồi đổi thôi. Khôi số 4. Cây này quái nha. Đế rất lực nha. bốn mươi mốt hoành thân rồi cao từ mặt bầu lên 40 chiều cao 40. Cây này có giá 4.5 triệu. 4.5 triệu. Cây số 4 ngày 29 tháng 8 có giá 4.5 triệu. Đổi thôi. Cây số 5. Ngày 24 tháng 8. Cây này nó cũng già cây. Ủa ngày 29 tháng 8 cây số 5. Nó cũng già cây nha các chú các bác. Hoành thân 30. 4 5 đọt không? Cây này có 5 đọt. 5 đọt. Cao luôn đi. Tổng chiều cao 50 đi. Đò thứ hơi xéo. Nó cũng bóp xù hết nha các chú các bác đây. Nó bóp hết. Đó, quay xù xù. Nó bóp hết rồi. Cây này già lắm. Rồi giá luôn. Cây này có giá 3.8 triệu. 3.8 triệu. Rồi đổi thôi. Cây này cái cũ nha các chú các bác. Đây cái cũ. Tốt. Cái cũ. Rồi, không số luôn. Eo. Đây đo sát dưới là nó 52. 52. Đo sát dưới cái dòng đế. Rồi, chơi cũ, cái cũ nhiêu? Rồi đó trên cái cũ. Sáu mươi cũ phình ra nè. Rồi cây này rất quái nha. Cao chứ không? Tổng chiều cao là 45. Rồi cây này có giá 8 triệu. 8 triệu. Bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cây thì ship toàn quốc. Số điện thoại là 0984307139. Rồi rồi xuống đi. Rồi Zalo là tình chị đẹp khi còn gian dở. Không? Tình đẹp các chú các bác ơi. Tình anh em rất đẹp. Đây phôi số 7. Phôi số 7. Đế cũng nôm rất cao các chú các bác và anh chị em. Đó. Đế nôm chảy đều nha. Không số luôn. Cây này nó được 3 đọt. Nó có thấy bông sai các chú các bác. 34. Rồi. Cây này rất đẹp nha.
Đo. Đo dùng đế đi. Đo dùng đế. Quá trời quá đất. Mét tư đi. Một mét tư. Dòng đế 1 mét tư. Rồi. Rồi cao luôn. Cao từ mặt bầu mặt từ cái lên bộ đế này. Từ mặt đế trên là 35. 35. Rồi thông số rồi giá luôn đây. Cây này có giá 7,5 triệu nè, từ cái cổ rễ mà lên tới đầu đỉnh của đầu cổ rễ trên là 25 á. Nó nằm cao cái gì đó. 7,5 triệu. Rồi, đó thôi. Hồi số 8. Hồi số 8 này một cục đế nha, cây này cây tứ quý nha các chú các bác anh chị em. Cây mai tứ quý. Cây này có giá 1 triệu. 1 triệu để chơi cho anh em. Cái cũ nha, rất quái nha. 18. 8. Rồi. Nè, rất quái nha. Cần chiều cao vậy không? Hai mươi bảy chiều cao. Chiều cao 27. Rồi, 1 triệu đâu? 1 triệu. Hôi số 9. Cũng tứ quý nha. Anh em nào làm một cặp đi. Cặp, cũng chịu luôn bớt tiền không, cũng một cặp, cũng cây nặng cặp là 2 triệu, một cây thì 1 triệu, tùy anh em muốn chọn cây nào chọn. Cặp không bớt 2 xị à? Dạ không. Rồi đo thông số đi. 17. Cây này rất quái nha. 1 triệu, cây số 9 giá 1 triệu. Rồi cây số 10 luôn anh ơi. Cũng tứ quý luôn nha, mà còn tàn nha. Rồi, cho cái đường kính tàn đi. Hảo thử đi. Nè, hảo thử đường kính tàn coi. Đưa ra trước đi, không tâm. Đo đường kính được hả? Đưa ra trước. Đo cái đường kính ngang là biết. Dựng được không? Nè. Theo cái mặt kia. Rồi 110. 110 đường kính tàn. Kính tàn. Rồi cao khoảng 1 mét. Cao cũng khoảng 1,5 mét. Cây này cũng có giá 1 triệu luôn. 1 triệu luôn. Rồi ship sao cái bự à? Cây này quấn được, bao ship cô bác luôn. Trời rồi, bao đo thử cái cũ không? Phai lây mà, phai lây với cô bác mà. Khuyến mãi phải không? Dạ. Lâu lâu cũng có hàng khuyến mãi cô bác ơi. Hoành thân 22. 22, rồi. Không chịu. Từng có 2 đợt đi. Ừ. Dạ, cho anh em dễ chơi, từng có khuyến mãi 2 lần. Rồi, ép giá rồi. Rồi, tiếp tục. Có bông luôn à. Thôi, số 11. Cũng tứ quý luôn. Để gì, Tết chơi phải không? Dạ. Tết cũng có rồi nha. 11 cũng tứ quý luôn. Cũng chịu luôn. Chịu luôn. Chịu luôn. Rồi, xe bạch cái kia luôn. Rồi, đo thử. Tàn này gửi cũng nặng nha. Nói chung, lâu lâu phải đây với các chú bác và anh chị em đi. Rồi, 22. 22. Rồi cái đế này em có. Có đế hết, cây tứ quý cái đẹp hết. Rồi đổi thôi. Rồi cây số. Cây số 12 cũng chịu luôn. 1 triệu luôn, rồi thảo lên cái hoành luôn. Giá mềm luôn á, cho anh em chơi luôn. Tết có bông không? Có, cây này Tết có bông. Rồi để tàn gì đó về là để Tết. 22 luôn. 22, vô chậu là Tết có bông luôn. Rồi. Cây này bứng được là hôm nay nữa là 3 ngày các chú các bác. Mà lá vẫn còn tươi nha. Rồi cao cây này cao hơn hai cái kia. Cao hơn. Tàn
bàn thì cũng cả đó. Chịu luôn. Chịu luôn. Rồi anh em nào thích Mai Tư Quý thì khỏi suy nghĩ luôn. Mai gì chịu thì cũng cây này thì cũng chơi dễ chơi rồi. Rồi cũng tới khuyến mãi luôn. Khuyến mãi gì nữa? Rồi khuyến xuống. Đây 700k đế nôm gác cao cây số 13. Cây số 13 700k. 700k. Rồi cái này nó có cái lỗ gì được không? Cái lỗ này không sao. Không thành vấn đề sao đục thân. Quay cho anh em coi kỹ. Rồi dòng nó đi rồi giật xuống khỏi cây khác. 700k. 700k. Rồi tiếp tục. Cây số 13. Cây số 14 600k. Cây số 14 700k luôn. Giảm dần đi. Đây 700 hay 600? 700. Cây này thú nè. Hình chải dài giống thú nè. Có hai chân nha. Mà cây này xù rễ trơn rồi. Rồi bóp cái tay cái khoảng nhiều. Cây này khoảng 16 à. 16 rồi. 700 luôn. Đổi cây luôn. Rồi tới hai cây thành phẩm. Giờ lấy lại hai cây thành phẩm nè. Hai cây thành phẩm. Nói chung thành phẩm nha, bắt đầu về ngang các chú các bác và anh chị em. Từ đây tới Tết nha. Đó. Này là ghép được 2 năm rưỡi rồi nha. Đấy cưa dưới kia. Cây này ghép 2 năm rưỡi nha các chú các bác. Đây anh cho các chú xem những cái cành ghép của mình là 2 năm rưỡi nó đã liền rồi. Liền da hết rồi. Dạ đã liền 2 năm rưỡi rồi, nó liền lớn rồi. Liền lớn nha các chú các bác, 2 năm rưỡi rồi. Cây nè, ghi hai cây này vô đi. Rồi, cây này sao? Đo hoành đó gì không hay là cũng đo hoành cho chú bác. Đo cái tàn thử bao nhiêu. Tham khảo trước đi rồi hả mình hãy đo cái tàn. 21. 21. Rồi, cái tàn khoảng nhiêu? Thước không? Đo cái tàn coi. Đo cái tàn chút. Đo cái đường kính á. Đo cái giữa cái cây nè. Đo đường kính. Không nhầm người ta không biết đâu. Nhầm người ta không biết. 3,14 là ra chứ gì đâu. 1. Cái hai cái thước các bạn ơi. Dạ các chú ơi. Chu vi 3 m. Chu vi 3 m. Còn cái sàn ngang này nha, đường kính ngang này nha. Đường kính ngang nó tầm khoảng 8 tấc. Là tầm khoảng 2 ôm mình nó ngang các chú các bác. Rồi giá luôn. Cây này có giá 4 triệu. 4 triệu là may gì luôn anh ơi. Cây này giảo Thủ Đức. May vàng ghép giảo Thủ Đức phải không? Dạ may vàng ghép giảo Thủ Đức là ngang các chú các bác. Rồi. Đây búp bông các đều nhưng mà búp bông nó như vậy ngang các chú các bác. Nó đều Tết nha. Đây. Đó là những búp bông nè. Đó là gì là Tết nha. Vừa nha. Đây. Đó. Những búp bông này vừa Tết nha. Còn lớn nữa khi mình còn bị sớm chứ. Gì là Tết có đó hả? Có đó, mới vừa vô dây. Giảo Thủ Đức. Giảo Thủ Đức. Rồi, đổi thôi. Đổi cây chứ đổi thôi gì. Ủa, cây này cây thứ mấy? Quen rồi. Rồi. Rồi, hôm nay có 16 phôi, 14 phô mai dừa tư quý và vàng. Rồi. Có 2 phô mai thành phẩm Giảo Thủ Đức nha các cô, các chú. Rồi, cây này nhỏ hơn nè. Không nhỏ hơn cây này rất đẹp cũng ghép cũng một chạng thôi. Rồi cũng giá luôn. Dạ. À cũng 4 triệu luôn. 4 triệu luôn. Rồi đo cái hoành đi. Ghép liền cho 2 năm. 2 năm rưỡi cây này là 2 năm rưỡi gần 3 năm rồi. Rồi. Đó. Nó liền thân liền cốt các chú bác. Liền da liền xương hết rồi. Tại vì mình cứ cuôn vô hoài á, cắt nè mỗi một cái nuôi một cái là một năm là khi ấy là cuôn tàn lại nha các chú các bác. 23 hoành thân. 23. Cây này lớn hơn cây nãy. Ship làm sao? Giật cái bông ra vậy? Không, ship chậu này luôn cho các chú các bác chơi. Cái cây này á, thì nói chung á là mình ghép rồi để trong chậu nếu dở ra hay là làm gì á, thì nó bị sững cái cây một cái là nó mất bông. Nó rồi. Tuột bông hết nó không lên. Giang cái tay cái cây thước ra cho cả như đường kính thôi. Đường kính rồi. Thì đây tới Tết là mỗi một ngày là hai cây thành phẩm nha chú các bác. Kính khoảng 95. Không tới đâu, 90 à. Nên tính 90 cũng được đi. Rồi cao nhiêu?
chiều cao nằm cũng khoảng 7 tấc. Rồi, cao khoảng 7 tấc. Rồi, giá nhiêu luôn anh ơi? Cây này giá 4 triệu. Giá 4 triệu luôn. Cây này thì những cái hộ anh em mà mình thích chơi cái lùng á thì lấy này. Rất đẹp nha, Tết mà để trong cái bàn giữa mà nó như vậy là rất đẹp nha các chú các bác anh chị em. Rồi. Đó những cái nhánh nào thì như tí cái nhánh nào thế thì tới nữa mình cua mình cắt lại nó sẽ tròn thôi. Rồi. Rồi, vậy hôm nay kết thúc đây. Dạ, hôm nay thì cũng mến chào các chú và các bác và các anh chị em. Thì từ lâu đó ủng hộ em. Thì em không biết nói gì hơn, em chỉ thành thật cảm ơn các cô các chú và các bác. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.